Thơm quá à chị ơi, cho em một miếng nha. Ê, không được nha. Cái này là chị làm cho bạn chị đó, không được ăn hay chưa? Cho em một chút xíu mà cũng không được. Bây giờ muốn ăn á thì lăn vào bếp. Con gái thì thường thường cũng phải biết nấu ăn, cho nên chị quyết định chị sẽ gửi cái công thức 1000 cân này cho em. Để lấy quần sổ lại cái viết đi. Chị dạ. Dạy cho. Vô gửi chén cái. Cấm nha. Chị ơi, em đi có sổ với cây viết thôi nè. Chị ra liền. Ủa, vậy bánh đâu rồi chị? Chị đợi lắm mà. Chị cho em chút xíu mà chị cũng không cho nữa. Trời An, sao em làm mà em làm gì? Em ăn hết của chị em nói vậy vậy? Em đâu có ăn đâu. Trời ơi, em ăn xong rồi em ăn luôn cái dĩa hả? Cái dĩa đâu? Em đâu có biết đâu. Em mới vừa đi lấy cuốn sách này về mà. Em càng ngày nha, càng ngày càng quậy phá, càng hư hỏng rồi đó. Trả cái bánh đây cho chị lên. Em đã nói em không có ăn mà. Cái gì mà ồn ào vậy kìa? À, đây, chú Tùng à, có mặt chú Tùng à. Chú Tùng, con mới vừa để dĩa bánh ở đây, xong bây giờ quay lại con ăn năn hết trơn rồi. Con đâu có ăn đâu. Chú tin là bé An nhưng không có ăn. Sao chú Binh nó? Không phải là Binh nhưng mà chú hiểu bé An, An từ đó giờ không phải là người như vậy. Vậy hôm nay ai ăn bánh con? Chắc là con mèo nó tha. Thôi được rồi, chú đưa tiền cho mua lại bánh mới nha. Dạ, nhưng mà chú không phải phạt nó. Không có tội bắt phạt người ta kỳ cục. Con không biết đâu. Ba tin con đi, con không có ăn đâu. Ba tin con mà. Vậy thì ai ăn dĩa bánh? Ra là em ăn cắp cái dĩa đúng không? Em đâu có ăn cắp đâu. Em không ăn cắp thì tại sao em cầm? Thôi thì em lấy cái dĩa đó nằm bên mày em lấy vô. Em ăn thì em mới cầm, em không ăn em cầm làm gì? Em không có cầm mà. Em cầm, em nói đi. À, cái này nè, chị cũng biết là em không thích ăn loại bánh này đúng không? Hả? Em đâu có thích ăn cái bánh này đâu. Vậy tại sao em cầm cái dĩa? Bắt tại trận nha. Ăn bánh rồi mà bây giờ đi dọn đúng không? Đi phi tan chứng cứ đúng không? Đâu có đâu, em đâu có ăn. Ghét rồi chị hết nói nổi em luôn á An. Em làm sao em không chịu nhận đi? Em đã nói là em không có ăn. Vậy chứ ai ăn? Bình ăn á. Bình, Bình đâu rồi? Thấy không, em càng ngày càng quá đáng. Em ăn hay không nhận, còn đổ lỗi cho em nữa. Chị hết hiểu nổi em rồi. Em đã nói em không có ăn rồi mà. Bực bội ghê. Đúng là Bình không thích ăn bánh này, nhưng Bình không ăn thì ai ăn? Ai đó? Hình như em tày dầm đúng không? Em đâu có đâu. Đồng thời em cũng không biết tại sao nó nằm trong máy giặt nữa kìa. Ôi thiệt luôn á, em làm thì em nhận đi chứ nói gì nữa. Em không có làm. Cái gì vậy? Ba Tùng, chị thấy nó con tờ dầm. Ôi chú đúng rồi chú, chứng cứ rành rành đây này còn nói gì nữa. Không phải đâu bé An, nào giờ đâu có tè dầm đâu. Có thể là chứ người tè dầm thằng Bình. Trời ơi trời, không lẽ thằng Bình nó mặc cái đầm của con bé An xong rồi nó tè chú? Không phải, nghĩa là khi nó ngủ chung mà nó tè dầm rồi nó chảy qua đầm của con An thôi. Trời ơi, nói gì chú có làm. Không có làm, ba tin con mà, yên tâm đi. Ê, nó nghe nè, ba sắp sửa đi Bình Dương công tác, ba ngủ lại một đêm. Có gì ở nhà chị em nhớ coi chừng nhà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho ba nha. Thiệt hả chú? Đi nhớ mua quà cho con nha chú. Chưa đi mà đòi quà. Gì con? Ba cho con xin 100.000 tiêu giặt được không ba? Trời ơi, xin 100.000 tiêu giặt. Tuần trước mới cho tiền xong đừng nói hết nghe rồi nghe chưa? Dạ, tại con phải đóng tiền quỹ lớp. Tiền quỹ lớp hả? Thì thôi, ba không cho được. Thôi. Trời ơi, xin tiền mà làm mặt lớn mặt nhỏ nữa. Nhiều. Dạ, 100. Nè. Dạ, nhà ông ba. Ở nhà ngoan nghe chưa, nhớ phụ chị dọn dẹp nhà cửa đó. Ba dạ. Đi nha. Dạ.
bớt ở giờ nghe chưa? Em không có làm. Chắc chắn là thằng Bình có chuyện gì mờ ám nè. Mình không muốn về nhà. Hay đó Bình á. Bình An hả? Sao giờ này không ngủ đi nha? Con xì xào gì đó. Hai đứa đừng hù chị nghe chưa. Má, má, má. Trời ơi, bạn, bạn hù chị mình xỉu rồi kìa. Chị Thi, chị Thi. Chị Thi. Chị Thi, dạy đi chị Thi. Hả? Chị dạy Thi kìa. Ê hả? Sao chị? Em là Bình nè. Má, má. Ê, không phải má đâu, không phải má đâu. Bạn này tên là Khoai Tây, bạn của em á. Sao tự nhiên ở đây đây? Dạ, tại ở trên lớp mấy bạn của bạn cứ chơi chọc bạn là không có cha. Vì cha của bạn bỏ mẹ bạn đi, bạn tức quá, bạn mới đánh lộn ở trên lớp. Rồi bạn về vì mẹ bạn la. Rồi bạn giận, bạn bỏ đi. Cho nên á, em thấy bạn tội quá nên mới dẫn về nhà lấy bánh cho bạn ăn. Rồi tối thì chơi với bạn. Em còn lấy đồ của chị An cho bạn mặc nữa. Vậy là em lấy đồ của chị cho Khoai Tây mặc hả? Với còn dĩa bánh cũng là em lấy cho Khoai Tây hả? Thấy chưa, em nói là em bị quan mà. Thôi, bây giờ cái chuyện đó nó không còn quan trọng nữa. Nè Khoai Tây, em cho chị số điện thoại của mẹ em đi. Rồi để chị còn điện mẹ em rước em về. Sao lại gắt lắc đòn? Chị, bạn không muốn chị hỏi vậy đâu. Tại vì bạn nói bạn không muốn về nhà. Tại sao lại không muốn về? Nhà của mình thì mình phải về chứ. Chị không giải quyết chuyện này đâu. Chị sẽ điện cho ba Tùng để giải quyết chuyện này. Ba mới đi có một ngày mà trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện rồi đó. Dạ, tại con hết. Ba đừng có la em Khoai Tây nha ba. Ba có la Khoai Tây đâu. Ba không hề la. Vấn đề ở đây là ba muốn Khoai Tây phải đi về nhà. Bởi vì mẹ của Khoai Tây rất là trông ngóng Khoai Tây. Hơn nữa mẹ Khoai Tây nghĩ là Khoai Tây bị bắt cóc rồi sao? Ba ơi, ba đừng có sợ em Khoai Tây bị bắt cóc. Em Khoai Tây dữ dằn lắm. Cắn một cái là đứt nguyên một bàn tay. Trời ơi, vậy đó hả? Ghê vậy đó hả? Dạ. Dữ dằn vậy đó hả? Dạ. Cái đó là chuyện của em Khoai Tây nha. Nha. Chú mà không tin đưa tay đây, còn cắn một cái là rất liền á. Nè. Ủa, chị đưa cho cắn thử làm gì? Nè, nghe chú hỏi nè. Dạ. Con có muốn nhìn thấy mẹ con khóc không? Dạ. Con có muốn nhìn thấy mẹ con buồn không? Dạ. Con nhớ mẹ con không? Dạ nhớ. Con có biết là bây giờ mẹ con đang rất là trông ngóng con. Mẹ con đang ngồi ở nhà khóc kìa. Con phải đi về nhà nha. Dạ con không biết. Con không biết nhà con. Ủa sao từ nhà con qua đây con biết mà từ đây về nhà con không biết là sao? Con không biết. Mọi người có ai tới nè? Khoai Tây. Mẹ. Con đi đâu hôm qua giờ con không về? Con đừng bỏ mẹ đi nữa nha con. Ba con đã bỏ mẹ rồi. Con đừng có bỏ mẹ nữa nha. Con xin lỗi mẹ. Không sao đâu con. Con đừng bỏ mẹ đi nữa nha. Dạ mẹ. Tình mẫu tử thiêng liêng, thấy mẹ con họ sum họp mà cầm lòng không được. Các con ơi, sau này lỡ mà ba có làm gì sai, các con có bỏ nhà đi không vậy? Dạ có. Cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Thì lúc này còn giỡn được hả? Dễ gì tụi con bỏ ba đi được. Tụi con thương ba nhất mà. Ờ, vậy nghe mới đã. Ba ở đâu là tụi con ở đó. Trời ơi, nghe sướng gì đâu á. Gia đình ở đâu là con ở đó. Trời ơi, nghe bệnh gì đâu á.